vượt qua Quảng Ninh và Thái Nguyên, Hà Nội đã trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI 2 tháng đầu năm. Đáng chú ý là tỷ lệ về vốn mới và dự án mới của các dự án đầu tư nước ngoài rất cao. Đây là một tín hiệu rất tốt. Kỳ vọng lượng vốn mới này sẽ tác động đến tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2 tháng năm 2024, Hà Nội dẫn đầu số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 914,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 24,4 lần so với cùng kỳ. Trong đó, thành phố cấp mới 27 dự án với số vốn đạt 869,8 triệu đô la Mỹ, 17 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 9,1 triệu đô la Mỹ, 21 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần đạt 35,45 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng Hà Nội trong thời gian vừa rồi đã có những nỗ lực rất là quan trọng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt là trong việc thực thi các giải pháp để tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Chúng tôi cũng tham gia một số hoạt động thảo luận của Hà Nội về việc ban hành luật thủ đô, những cơ chế chính sách mới để cho Hà Nội bứt phá lên, hay là những cái giải pháp của Hà Nội để xây dựng hạ tầng cho nó thuận lợi. Hoàn thiện quy hoạch, ra soát để xây dựng quy hoạch. Am Giang rất là cảm ơn chính phủ Việt Nam đã rất là quyết liệt trong việc cải cách cái môi trường kinh doanh, thể hiện rất rõ qua những cái chủ trương hay là những chỉ đạo rất là cụ thể của chính phủ trong việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hay cũng như là tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và hấp thu các nguồn vốn, hay là tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý trong các cái gần đây nhất là chính phủ đã ban hành nghị quyết 02 để mà tiếp tục cải cách cái môi trường kinh doanh. Những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn. Tuy nhiên, để có thể hút được nhiều dự án lớn, nhất là những dự án doanh nghiệp lớn về công nghệ, cần có sự đột phá trong các lĩnh vực mà nhà đầu tư quan tâm, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là lĩnh vực chip bán dẫn cũng như các ngành công nghệ mới. Thành công của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023 là khi lượng kiều hối về đạt gần 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 43% so với năm 2022, tương đương với gần 50% thu ngân sách năm 2023. Đây là thông tin từ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố. Năm 2023, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh việc triển khai thu hút kiều bào tham gia nhiều hơn cho các hoạt động xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với đơn vị triển khai đề án phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài và đề án chính sách thu hút kiều hối trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2030, tổ chức thành công chương trình họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Thời gian tới, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động phối hợp với sở ban ngành và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhằm triển khai chủ trương chính sách tới kiều bào. Dịp này, một tập thể thuộc Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, một tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 14 tập thể và 23 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài thành phố vì tích cực tham gia công tác về kiều bào. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu sân bay tỷ lệ 1/2000 với diện tích là hơn 1.300 ha. Đây là khu vực có chức năng chuyên biệt, là đầu mối giao thông quan trọng của thành phố gắn với phát triển đô thị sân bay. Diện tích lập quy hoạch thuộc các quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ bao gồm hai khu vực chính là khu vực xây dựng đô thị và khu vực cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Khu vực cảng hàng không quốc tế được định hướng phát triển theo đồ án quy hoạch điều chỉnh chung trước đó. Khu vực xây dựng đô thị sẽ được tổ chức thành 3 khu vực phát triển, bao gồm 4 đơn vị ở với dân số vào khoảng 77.000 người. Và song song với đó, thì thành phố Đà Nẵng cũng đang khẩn trương triển khai các công việc, phấn đấu sớm đưa vào sử dụng một trong 3 tòa nhà thuộc dự án công viên phần mềm số 2 vào hoạt động. Dự án khu công viên phần mềm số 2 tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành thi công phần thô gần 2 năm, nhưng gặp vướng mắc về quy định của pháp luật về tài sản kết cấu hạ tầng, lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn chưa được chính phủ ban hành. Đặc biệt là chưa có quy định về quản lý sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng thông tin tại công viên phần mềm được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất tháo gỡ vướng mắc cho dự án thông qua nghị định số 09
2024, bổ sung điều 9A về đầu tư quản lý sử dụng khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thông tin do nhà nước đầu tư quản lý. Hiện các đơn vị liên quan của thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các công tác đầu tư, lắp đặt trang thiết bị để bàn giao và đưa vào sử dụng một trong ba tòa nhà đã được xây lắp trong khu công viên phần mềm số 2 trong năm 2024.